Theo chào tất cả mọi người nha. Tôi hôm nay anh em của Theo đang chuẩn bị đi săn ở dưới đồng này nè. Giờ chuẩn bị đi kiếm ốc, kiếm cua, kiếm cá gì đấy. Nói chung là thấy cái gì bắt cái đó nha mọi người. Đây là dụng cụ anh em của Theo đem đi hôm nay á. Đây là cái súng siêu to khổng lồ để mà đi bắn khổng lồ xanh nha mọi người. Rất là to luôn. To gần bằng ngón tay của Theo luôn mọi người. Đây cho mọi người xem nè. Đem con dao với lại mấy cây sắt để mà đi xiên cá nha. Lại cây súng này thì nó cũng tạm được. Còn cái này thì thôi không ổn rồi mọi người ạ. Thôi đi cầm mấy người một cái. Đi. 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 Nó thấy cái gì bắt về cái đó lên nha. Thấy ốc, thấy cái gì bắt hết. Ok. Bắt đi, ốc đâu. Bắt được con hả? Con nha. Nhưng mà có cái gì để bắt cua được? Làm gì hay? Tốt số có à? Cái gì để bỏ hết mình à? Ở trong này có cái bị bóng. Oh, đây bị bóng đi. Đây đây, trong ba lô có bị bóng. Từ từ từ, đây một con. Đây bắt đi. Mang gậy ra không? Ơi, lấy rồi. Đi đi. Ui, con cua nữa. Bắt ốc đi. Ốc rồi nhiều lắm kìa. Cua to kìa, cua to. Cua to nha mọi người. Cái ghê lên như này, cái ghê lên như. Khá là to đấy. Cua tím. Nè. Cua hả? Cua này hả kìa. Cua này kìa. Ốc này. Đây đây, bỏ vào bì đi. Gì tôi thấy nha. Ui, cua nhiều lắm. Đấy, cực quá. Không bỏ được, bỏ luôn đi. Đây, cá có ốc nữa. Hai con luôn. Nước này rất là nhiều cua luôn nha mọi người. Nè. Đây, 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 đi bóng. Đừng có đập không ở đây, đi bóng này nhỉ. Cua nó cũng chết luôn. Thôi rồi kìa, chặt đi, chặt đi. Đây, 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 đây. Đây, bắn được một con nữa. Đấy, một con nữa này. Đập chết đi, không nó bơi là đấy. Đập xuống ấy. Đây, cái bị bắn đâu. Đây, 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 đây. Ôi, còn sống nè. Cho vào đây. Bắt được con một xíu mà được từng này rồi mọi người. Nhiều cua lắm. Cái gì? Ba chỗ như vậy. Hà đồ nữa hả? Ôi, không chống. Đi lên đây. Cái gì đấy? Ủa? Chạy rồi, chạy rồi. Hà đồ hả? Đây, hôm nay là anh em của Tèo đi rất là đông luôn mọi người. Đây, chạy lên kìa. Đây, con ốc nè mọi người. Đây. Cái gì, cái gì, cái gì? Rắn hả? Con rắn hả? Không. Rồi, chung rồi. Con nào đây mọi người đang bắn nha, cá lóc nha anh em. Đây một con cá lóc này, cá lóc nhỏ thôi. Cầm cái này đi thôi, không cần đâu, chọc thôi. Là như vậy đấy, giữ được nó đấy nha. Ôi, giữ được nó đấy mọi người. Cho mọi người xem này, con rắn nha. Đây là rắn gì Tèo không biết đâu mọi người. Đây tí Tèo sẽ cho mọi người xem cái đầu của nó. Đây này. Đấy, rất là to luôn. Để sang bên kia để bắt nha. Đi sang bên kia nha, đập nha. Từ 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 từ. Ôi chạy rồi. Từ từ, không chạy đâu. Cũng quay cho anh Tèo nha. Anh Tèo xong bắt con rắn. Cái đây, mình vừa thay đầu nó bên này. Đây, cái đầu rồi. Rồi. Chọc đầu nó đi. Chứng chưa? Đây, cho mọi người xem này. Đây, con rắn nè mọi người. Đây, con rắn này Tèo không dám bắt nha mọi người. Tại vì mình không biết được nó có độc hay không á. Đầu nó đâu rồi? Đây, không có độc đâu. Không có độc hả? Ai nói? Có chứ. Nghe già nói. Từ từ nha. Đấy là loa rắn mặn nha anh em. Ui, sao mà khó dữ vậy? Bây giờ Tèo sẽ bắt lên nha mọi người. Đây.
khá là mập luôn. Chín giòn. Đây mọi người nhá. Đây nha. Ơi. Chấm nước mắm. Chấm nước mắm. Thôi, nó rất là to luôn nha. Khá là to luôn. Kéo chặt cái đầu nó đi mới dám bắt chứ. Sợ nó độc lắm mọi người. Rồi. Mọi người thấy chưa? To chưa? Đây mọi người. Anh Tèo bắn được luôn. Tí nữa anh em một Tèo sẽ chấm nước mắm. Nướng nha. Nướng chấm nước mắm nha. Con rắn này màu nó kiểu như giống cầu vồng mọi người. Đủ màu luôn á. Em bắt đầu đi. Thôi đi lên đi. Con rắn bị chặn đầu rồi. Đồ quay vậy. Ai chặn vậy? Này. Tự nhiên mới thấy con rắn nha mọi người. Rất là to luôn. Ai chặn đầu nó rồi á. Cho vào trong kia bị bóng đi. Bị bóng đây. Đấy. Rồi mở bị bóng ra đi. Rồi ok. Hai con nha. Anh em mình thấy con chim kìa. Bắn đi. Đừng bắn lên mọi người. Không chủ nha. Từ từ. Cái này bắn hơi bị. Rồi ok. Rất rất. Rồi, bắt đi bắt đi bắt đi bắt đi. Bắt đi. Rồi bắt đi chưa. Đây cho. Đây. 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 Con chim nha mọi người. Bắn được một con nha. Con chim con này. Ơi, hai một con. Hai một con rồi hả? Rồi rồi, cầm đi. Đấy, hai con rồi mọi người. Trong đây này. Người đi. Chào mọi người. Còn đây Tèo sẽ giới thiệu tên cho mọi người nhá. Thuyết Khang Bo Hoàng Duy Phong Bảo. Đây cho mọi người xem thành quả nhá. Đây là rắn anh em Tèo bắt được tối này nè. Là một con bên con to đây thì là con ai chặt cái đầu nó rồi mọi người. Tèo định vào đập mà thấy người ta chặt đầu rồi. Còn cái này là Tèo bắt hồi nãy á, cũng khá là to. Con rắn thì được 3 con nha. Còn cua thì được 1 xiên đây nè. Ốc thì được 1 nồi. Rồi chim thì 3 con. Cá thì cũng được khá là nhiều. Rồi anh em Tèo sẽ nướng tại đây luôn mọi người. Giờ anh em Tèo vừa nướng xong con cua với lại nấu ốc rồi nha mọi người. Chuẩn bị nướng mấy con rắn này lên rồi. Đây cho mọi người xem này, rất là ngon luôn á. Ốc thì luộc lên xong rồi. Chín rồi đấy. Và cua thì cũng đã nướng rồi nha. Đây là mấy con cá nè. Chim. Ủa? Một con nữa đâu. Con kiến ăn rồi hả? Con kiên nhiều lắm. Con kiên siêu to khổng lồ đúng không? Con kiên của bà Tân hay sao đấy? Bà Tân vlog. Giờ đang nướng mấy con rắn này. Giờ anh em mà Tèo đi khá là đông nha mọi người. Càng đông càng vui á. Ốc với cua thì cũng đã chín rồi mọi người. Anh em mà Tèo sẽ ăn trước đã. Rồi con rắn thì sẽ ăn sau. Tại vì con rắn là nương sau á mọi người. Nên là nó chưa chín. Giờ ăn ốc trước nè. Mời mọi người ăn ốc okay. Nha. Mời mọi người ăn đồ luôn. Mình mời xong rồi. Đây là ốc luộc nha mọi người. Với lại cua nướng, cá nướng nè. Chấm với muối bắp chanh nha. Mỡ thần thánh. Ăn đi, cảm ơn nha. Mời cầm người ăn một đàn ra. Mời mọi người ăn cua của mình nha. Qua cua nữa. Mời mọi người ăn cua. Mẹ già ngà ra đi coi nhé. Ủa sao tự nhiên giơ tay ra không nói gì vậy? Tuấn. Tuấn chuẩn Việt Nam, chuẩn Việt Nam. Lên em cho lên nè. Mọi người nghe. Alo. Ủa độc lạ bình dược. Cua nha. Mời tất cả mọi người ăn một Tèo nha. Ngon lắm mọi người. Đây nè. Mọi người ăn nha.
rắn con đam chín rồi nha mọi người. Đây là món đặc biệt anh em của Tèo tối nay nha, rất là ngon luôn. Sôi giòn đây giòn luôn rồi. Rất là giòn luôn nha. Giòn quá. Rắn độc lại bình dương. Ăn đi. Ăn thoải mái đi, xả láng nha. Tắt mà quay đi. Từ từ, chưa đâu. Ăn 50 mọi người đã, 50 mọi người ăn. Ê, mấy à. Ăn đi. 10 mọi người nha. Ăn luôn. Bấm ra. Phải kiểu. Khó. Con tạt thiệt luôn, vất lắm. Đây, mời mọi người nha. Đây, mời mọi người nha. Thịt rắn. Rất là ngon luôn. Đây, mấy mọi người này. Mấy mọi người nha, ăn thịt rắn khá là ngon luôn. Nhìn nó giòn lắm nè, nhìn. Rắn là ngon quá. Hơi cứng ghê. Rất ngon luôn mọi người. Khá là ngon nha. Đây, cua Tèo một miếng này. Chấm với ớt nha mọi người. Nay là anh em cua Tèo ăn ốc, ăn cá là hết nước chấm luôn rồi. Ngon quá. Mời mọi người ăn cua Tèo nha. Sương nó rất là cứng luôn. Nhai nó cũng không được. Nó bỏ. Rất là nhiều thịt nha mọi người. Buồn của EPEP. Buồn của EPEP. Chắc như đủ mái. Có một là bạn phải gặp thôi nhỉ. Mày thấy ngon chưa? Hết nước chấm. Hết nước chấm rồi. Rồi phải ở dưới. Hình hoạt bắt ra. Nghèo cắt khí. Mời mọi người nha. Rất là nhiều thịt luôn nè. Mời mọi người nha. Những hoa tươi lùi. Như này. Mời mọi người. Anh Tèo đang ăn này. Hay cứng xương nó hay to. À có lẽ. Rất là nhiều thịt luôn mọi người. Đã bóng năm mấy giờ gì. Quần chung đi. Ăn xương nè. Mời mọi người nha. À, ngày mai mình lại lên là chấm nước mầm. Em mới thích chúng ta chấm nước mầm. Mời anh Khang sắt voi nha. Khang sắt bè. Anh Khang nghe nhìn bọn em từ nãy giờ. Khang sắt bè. Tèo vừa ăn uống xong mọi người. Giờ chuẩn bị lên đường đi về nhà thôi. Giờ trời cũng đã khuya rồi mọi người. Tèo xem cái đồng hồ giờ mấy giờ rồi á. Là 21:53 nha. Gần 10 giờ, tức là 10 giờ kém mọi người. Giờ anh em và Tèo chuẩn bị đi về nha mọi người. Có lẽ là Tèo sẽ kết thúc video tại đây nha. Tại vì giờ trời cũng khuya rồi á. Anh em và Tèo đi về nhà tắm rửa đi ngủ thôi mọi người. Nếu mà mọi người thích video của Tèo nhớ bấm like và bấm đăng ký ủng hộ kênh của Tèo để Tèo có động lực ra video nhiều hơn cho mọi người xem. Giờ Tèo xin kết thúc video tại đây nha. Bye bye tất cả mọi người nha. Bye bye. Bye. Yeah.